xanh thắng hay thua đều được thưởng 200. Đồ bắt tay xanh thắng không được mà thua không được. Hắn đã tên lên đảo thứ 3 ạ. Hai vận động viên thi đấu rất là quyết liệt. Và được nhắc đồ cô xanh không được cầm cố. Cẩn trọng đứng lên. Trận thi đấu tiếp tục. Một phút chơi qua. Ôi, đánh nhuồn. Ôi, nó đang con này nào. Nào đó. Không đi giúp con nữa. Bay đi luôn. Có thể nói là trận thi đấu đầu tiên của chương trình khóa giải nhì rất là căng thẳng giữa hai ông đồ. Hiện nay hai ông đồ đang thi đấu hiệp phụ. Kỹ thuật này là kỹ thuật bị đánh bật ra ngoài chứ không phải là cố tình chạy ra ngoài, trong không tính là ra ngoài. 2 phút lại đánh luôn luôn, kia chủ quan trước kia vừa đánh luôn. Tầm dưới thì kia chịu đánh thế nào này? Này món phải bao giờ? Bao giờ? Bao giờ? Ai là? Ui da! Rất là quyết liệt, thế là tôi luôn đang hỗ tay ạ. Vâng. Rất là quyết liệt của trận thi đấu tiếp tục. Có một khán giả số tên thưởng cho đôi tay đỏ 100, thắng hay thua đều được. Và một khó một khán giả đấu tên thưởng cho đô lai xanh 200. Hết giờ, hai đô đứng tại chỗ. Đây đi, hai đô đứng tại chỗ trong tài giải cao nhau. Rất là quyết liệt, nhưng phải dùng đến cân được. Khán giả không phải hài lòng. Khán giả không phải cảm thấy bây ạ. Rồi rồi, anh chơi. Có chân dưới tay cho người gần cũng nhỉ. Thắng luôn đi. Bao nhiêu? Bao nhiêu cơ ạ? Ê, hiếp qua thôi được. Hai đứng rồi vào giữa bàn. Có cân hơn. Quá nguy hiểm nữa. Chúng tôi công bố kết quả này. Sau 4 hiệp thi đấu không phân thắng bại, ban tổ chức chúng tôi tiến hành cho cân đo mang khố đỏ. Cân là 61 cân 8 lạng, đo mang khố xanh cân là 67 kg. Như vậy đo khố đỏ đã thắng rồi. Như vậy thông các quy của cuộc đá đã nhất thắng. Xin mời các đô khác vào theo mươi đô. Xin mời đô xanh, đô xanh lên để lấy tiền thưởng của khán giả đối bên. Và đô đỏ cũng lên để lấy tiền thưởng của khán giả đối bên. Mời ông Đỗ Văn Tùng lên thay mặt khán giả đối bên trao thưởng. Đô xanh 200 nhá. Và đô đỏ 100. Ta tổ chức rất là cảm ơn các khán giả giấu tên cũng như có tên khuyên khích các ông đồ xin chân thành cảm ơn. Để nhìn khán giả cho một tràng pháo tay cho tôi ạ.